Chương trình webcast của Ban Việt ngữ Đài VOA xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trang mạng mang tên Pinterest vừa mới mở ra đã thu hút rất nhiều phụ nữ. Trang mạng có những thông tin, hình ảnh, công thức nấu ăn, hướng dẫn trang trí nhà cửa và nhiều mục khác như video phóng sự sau đây sẽ giới thiệu đến quý vị. Cô Fraser thích xem ảnh các con chó trên trang mạng Pinterest. Những người không có con cá như chúng tôi thường xem các thú nuôi trong nhà như con. Và tôi thấy lý thú khi có người đưa chúng lên trang mạng Pinterest. Ngoài ra, cô Fraser còn nói cô ghen xem các tập tranh ảnh đẹp, chú trọng chính yếu đến phụ nữ đang đi du lịch, muốn biết những ý kiến về thời trang và những chỉ dẫn về trang hoàng nhà cửa. Dù chỉ xuất hiện trên Internet khoảng 2 năm nay, trang này đã gây được sự chú ý của hàng triệu phụ nữ trong vòng vài tháng qua, khiến cho trang này tăng trưởng rất là nhanh. Tôi nghĩ đây là một trong những điều bạn có thể làm mà không bị mệt ấp. Mọi người đưa những thông tin mới lạ lên mạng, do đó tôi thấy trang này không bao giờ cũ cả. Cô Fraser cũng thích Pinterest vì nó dễ sử dụng. Cô có thể lưu lại những hình ảnh mà cô thấy trên Pinterest hay tại các nơi khác trên Internet. Cô chỉ cần ghim những hình ảnh vào tấm bảng do cô tạo nên, mỗi bảng cho một đề tài khác nhau. Một số hình ảnh được kết nối với một video hay một blog. Cô Fraser nói cô rất thích cách dạy nấu ăn. Thỉnh thoảng tôi đưa các công thức này cho chồng tôi xem và nói anh cứ chọn món ăn tối nay đi, em sẽ nấu như vậy cũng tiện. Nhà văn Rebecca Coleman ở Maryland đã bắt trước những người khác khi thấy rằng trang này có thể sử dụng để quảng cáo. Bà bèn mở một trang trên Pinterest để quảng cáo cho cuốn sách mới nhất của bà có tựa là Kingdom of Childhood. Khi trang của tôi xuất hiện thì ngay hôm sau thấy mức bán sách của tôi trên mạng gia tăng. Nhờ trang này tôi bán được nhiều sách hơn ngay tức thì trong mạng Pinterest gửi email báo cho tác giả khi có người xem quảng cáo. thật tốt cho vấn đề quảng cáo vì bạn bè của tôi có hình ảnh về cuốn sách trên trang của họ và do đó sách được lan truyền giống như có người giới thiệu bằng lời ngoại trừ đây là những lời giới thiệu qua internet và đến với nhiều người. Cô Brunson, một bà mẹ ở nhà nuôi con, rất ấn tượng trước những gì cô thấy trên trang Pinterest, cho nên cô đã mở một trang giống như Pinterest với một người bạn. Trang blog của cô, độc lập với Pinterest, đưa ra những món thủ công, cách làm các món ăn và những thứ khác. Chúng tôi thử những gì định đưa lên trang blog và nói với họ cái này nào được, cái nào không. Cô nhộm những cuộn chỉ bằng loại bột pha nước trái cây và đan một cái nón cho con gái của cô cô cũng sửa lại hình ảnh đứa con cho nó cũ đi. Sửa lại như vậy tôi thấy nó đặc biệt hơn. Trang blog của cô có rất nhiều người vào xem. Chúng tôi thấy nhiều người vào trang blog này thông qua trang Pinterest. Người ta đọc và giới thiệu thêm nhiều người khác. Một số người tự hỏi liệu Pinterest sẽ tiếp tục tồn tại hay tàn lội khi phong trào viết blog xẹp xuống. Trong lúc này, Pinterest đang đặt hy vọng vào những người hâm mộ trung thành đến với voa tiếng Việt com để cập nhật tin tức xem các video thời sự phóng sự học tiếng anh tìm hiểu về nước mỹ trực tiếp thảo luận trong chương trình tạp chí thanh niên bình luận với các blogger của voa hỏi đáp y học kết nối với các trang mạng xã hội của voa trên facebook google plus yahoo ba độ plus và twitter nhận bản tin hàng ngày để vượt tường lửa voa tiếng Việt com thông tin trung thực đa chiều voat tiếng việt com thông tin để tiến bộ